Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp trong sâu đất nhiệm màu. Trong ngày mới kiếp có tiền cầu, con đang nghe thấy chương trì tụng nguyện tỏa Như Lai nghiệp nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Nhập Lăng Già quyển 3, phẩm 3, tập hợp tất cả pháp Phật phần 2. Lại nữa, này đại tuệ, đại Bồ Tát phải biết rõ ba pháp tướng tự thể. Này đại tuệ, những gì là ba pháp tướng tự thể? 1. Tướng hư vọng phân biệt danh tự. 2. Tướng nhân duyên pháp thể tự tướng. 3. Tướng đệ nhất nghĩa đế pháp thể. Này đại tuệ, tướng hư vọng phân biệt danh tự là gì? Nghĩa là từ danh tự mà hư vọng phân biệt tướng tất cả pháp, đó gọi là tướng hư vọng phân biệt danh tự. Này đại tuệ, tướng nhân duyên pháp thể tự tướng là gì? Này đại tuệ, nhân duyên pháp thể tự tướng tức là từ cảnh giới sinh ra sự việc. Này đại tuệ, nhân duyên sự tướng cảnh giới của pháp thể mà các Đức Phật Như Lai ứng cúng chánh biến tri, nó là hư vọng phân biệt có hai loại khác nhau, những gì là hai? 1. Vọng chấp danh tự hỷ luận phân biệt. 2. Vọng chấp tướng danh tự phân biệt sự tướng của tướng cảnh giới. Này đại tuệ, vọng chấp tướng danh tự sự tướng của tướng cảnh giới là gì? Tức là trong ngoài pháp đó tự tướng đồng tướng. Này đại tuệ, đó gọi là nhân duyên pháp thể. Hai tướng tự tướng do nương vào pháp đó để quan sát pháp đó sinh ra. Này đại tuệ, đó gọi là tướng nhân duyên pháp thể tự tướng. Này đại tuệ, tướng đệ nhất nghĩa đế pháp thể là gì? Nghĩa là các Đức Như Lai liệt khỏi tướng danh tự, tướng cảnh giới, tướng sự tướng, dùng trí bậc thánh để tu hành cảnh giới hành xứ. Này đại tuệ, đó gọi là tướng đệ nhất nghĩa đế. Tâm của chư Phật Như Lai tạng, bây giờ Đức Thế Tôn là nói kệ. Việc phân biệt danh tướng và pháp có hai tướng, trí chánh diệu chân như là tướng đệ nhất nghĩa. Này đại tuệ, đó gọi là pháp môn quan sát năm pháp tự tướng là tướng của Đức Phật. Bồ Tát tu hành cảnh giới nội chứng, ông và các Bồ Tát nên học như vậy. Lại nữa, này đại tuệ, đại Bồ Tát cần phải quan sát khéo léo hai tướng vô ngã. Này đại tuệ, những gì là hai? 1. Nhân vô ngã trí. Và 2. Là pháp vô ngã trí. Sao gọi là nhân vô ngã trí? Nghĩa là lìa khỏi sự chú nhóm ngã, ngã sợ ấm giới nhập cùng vô trí nghiệp ái sinh, nơi vào mắt sắc hư vọng chấp trước, từ tâm hiện tới tất cả các căn, đồ dùng thân nhà cửa, phân biệt về tự tâm phân biệt, phân biệt về nhận thức phân biệt, như dòng sông chảy, chủng tử, đèn, ngọn lửa, gió, mây, từng niệm tách đổi trước sau sai khác, chuyển động vội vàng như khỉ vượng, như đùi nhặn ưa thích nơi cảnh giới bất tịnh, không biết nhèm chán như lửa. Nhân quân tập cảnh giới hí luận từ vô thị đến nay, giống như cơ quan con lăn bánh xe. Ở trong ba cõi sẽ ra đủ thứ sắc, đủ loại thân như huyền hóa, khởi lên não huyền. Này đại tuệ, như vậy quan sát tướng các pháp bằng trí phương tiện khéo léo, đó gọi là biết rõ tướng cảnh giới trí của nhân vô ngã. Này đại tuệ, pháp vô ngã trí là gì? Nghĩa là như thật phân biệt tướng ấm giới nhập. Này đại tuệ, Bồ Tát quan sát ấm giới nhập vô ngã ngã sở, chỉ nhóm nhóm ấm giới nhập nhân sợi dây nghiệp ái đắp đổi trói buộc nhau, do nhân duyên sinh ra nên không có ngã, không có người tạo tác. Này đại tuệ, ấm giới nhập lìa khỏi tướng đồng tướng khác, nương vào tướng chẳng thật mà phân biệt được danh. Phàm phu ngu si phần tự phân biệt cho là có, chẳng phải người thật chứng mà thấy cho là có. Này đại tuệ, Bồ Tát quan sát tâm ý ý thức, như vậy thể tướng năm pháp tất cả liệt gọi đến các nhân duyên không, đó gọi là biết rõ tướng cảnh giới trí vô ngã của các pháp. Này đại tuệ, Bồ Tát biết rõ các pháp vô ngã rồi, quan sát chân như tu hành tịch tỉnh, chẳng bao lâu sẽ được địa hoan hỷ đầu tiên. Có thể quan sát khéo léo địa hoan hỷ rồi, như vậy các địa theo thứ lớp hoán chuyển sáng tỏ cho đến chứng được địa pháp vân. Bồ Tát trụ ở địa pháp vân đó rồi, có lượng loại báu xen lẫn trang nghiêm, rồi cảnh giới huyển của nghiệp sinh ra cung điện báu với vương tòa hoa sen lớn như thật mà ngồi lên trên tòa ấy. Tất cả Phật tử đồng hành cung kính vây quanh, được các Đức Phật mười phương đưa tay xoa đỉnh đầu trao cho quả vị Phật, như vua chuyển luân làm lễ quán đảnh thái tử. Ở khỏi địa vị Phật tử qua khỏi địa vị Phật tử rồi, quan sát các Phật pháp đúng như thật tu hành ở trong các pháp mà được tự tại. Được tự tại rồi, quả là chứng được pháp thân vô thượng của Như Lai, về thấy pháp vô ngã vậy. Này đại tuệ, đó gọi là tướng như thật của pháp vô ngã. Này đại tuệ, ông và các Bồ Tát nên học như vậy.
Đối với Thánh giả Bồ Tát Đề Tuệ là bạch: Bạch Thế Tôn, tướng phỉ báng có không? Nguyện xin Thế Tôn vì con giả nói. Bạch Thế Tôn, con và các đại Bồ Tát nếu được nghe thì liệt hỏi tà kiến có không, mau chóng đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Cho đắc vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, liệt khỏi sự kiến lập tà kiến đoạn thường, và liền có thể kiến lập chánh pháp của chư Phật. Bây giờ Đức Thế Tôn lại nhận lời thỉnh của Thánh giả Đại Bồ Tát Đại Tuệ liền nói kệ: Trong tâm không đoạn thường, thân của cải trụ xứ, chỉ tâm thiếu trí tuệ, không vật mà kẻ có. Bây giờ Đức Thế Tôn đối với ý nghĩa kệ này là một lần nữa tuyên nói thánh với Thánh giả Bồ Tát Đại Tuệ: Này Đại Tuệ, có bốn tướng kiến lập phủ định. Nghĩa gì là bốn? Một, tướng kiến lập chẳng phải có. Hai, tướng kiến lập chẳng phải chính kiến. Ba, tướng kiến lập chẳng phải có nhân. Bốn, tướng kiến lập chẳng phải có thể. Này Đại Tuệ, đó gọi là bốn loại kiến lập. Này Đại Tuệ, tướng phủ định là gì? Này Đại Tuệ, quan sát tự kiến lập pháp của thầy kiến, cho thấy thật tướng liền phủ nhận các pháp nói rằng tất cả đều không. Này Đại Tuệ, đó gọi là tướng kiến lập phủ định. Lại nữa, này Đại Tuệ, tướng kiến lập chẳng phải có là gì? Là phân biệt ấm giới nhập chẳng phải pháp có. Tụ vô thủy đến nay ý luận chẳng phải thật có mà chấp trước tướng đồng tướng khác. Pháp nào như vậy? Như vậy rốt ráo chẳng khác. Này Đại Tuệ, nương vào phiền não huân tập thì vô lượng đời đến nay mà chấp trước gọi là. Này Đại Tuệ, đó gọi là tướng kiến lập chẳng phải có. Này Đại Tuệ, tướng kiến lập chẳng phải chánh kiến là gì? Này Đại Tuệ, trong ấm giới nhập kia không có ngã nhân chúng sinh tọa mạng tác giả tội giả, kiến lập là tà kiến gọi là có ngã nhân. Này Đại Tuệ, đó gọi là tướng kiến lập chẳng phải chánh kiến. Này Đại Tuệ, tướng kiến lập chẳng phải có nhân là gì? Là thức ban đầu chẳng sinh từ nhân ra, vốn chẳng sinh mà thời gian sinh ra như chuyển hóa, vốn không nương vào vật mà có, nương vào mắt hình sắc ánh sáng ý niệm nên sinh ra thức, sinh ra rồi trở lại diệt đi. Này Đại Tuệ, đó gọi là tướng kiến lập chẳng phải có nhân. Này Đại Tuệ, tướng kiến lập chẳng phải có thể phủ nhận pháp là gì? Là kiến chấp, là kiến lập chấp trước hư không diệt, niết bàn không tạo tác, không sự vật. Này Đại Tuệ, ba pháp đó lìa khỏi có không? Này Đại Tuệ, tất cả các pháp như sừng, lông của thỏ, ngựa, lừa, lạc đà lìa khỏi tướng kiến lập có không? Này Đại Tuệ, tiếp các lập phủ định là do các phàm phu hư vọng phân biệt, chẳng biết chỉ là sự chấp của tâm. Các pháp là có thì chẳng phải là cái thấy của bậc thánh nhân. Này Đại Tuệ, đó gọi là tiếp các lập chẳng có để bài bán pháp. Vì vậy ông nên xa lìa tiếp các lập không chánh kiến bài bán pháp. Lại nữa, này Đại Tuệ, những đại Bồ Tát biết như thật về tâm ý, ý thức năm pháp thể tướng, hai loại vô ngã biến ổn chúng sinh nên hiện ra vô số hình dáng. Như sự hư vọng kia không hề phân biệt, chỉ nương vào pháp nhân mà có đủ thứ. Này Đại Tuệ, Đại Bồ Tát cũng là như vậy, nương vào chúng sinh hiện ra vô số màu sắc như báu như ý, theo các tâm niệm của tất cả chúng sinh ở trong đại chúng của các cõi Phật mà hiện ra, như huyễn, như mộng, như tiếng vang, như trăng, như nước, như hình dáng trong gương, xa lìa các pháp, chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng phải thường, chẳng phải đoạn. Bồ Tát đó hiện ra Phật Như Lai, được khỏi các thường tâm bao duy giác, như các Phật pháp liền được vô lượng trong ngàn vạn ức tăng bụi sâu xa. Được tam muội rồi, Bồ Tát nương vào sức tam muội từ một cõi Phật này đến một cõi Phật khác để cúng dường cái đức Phật, thiền sinh ra ở trong cung điện khen ngợi ngôi tam bảo, hiện làm thân Phật với đại chúng Bồ Tát tam văn vây quanh, khiến cho tất cả các chúng sinh được nhập vào từ tâm thấy cảnh. Vì chúng sinh nói cảnh bên ngoài không có sự vật, có sự vật khiến cho họ được xa lìa pháp kiến lập có không vậy. Lúc ấy Đức Thế Tôn là nói kệ: Phật tử thấy thế gian chỉ tâm không cái pháp, chủng loại chẳng cho thân được thành lập tự tại. Bây giờ Thánh giả Bồ Tát Đại Tuệ lại thức tỉnh Đức Phật: Nguyện xin Đức Thế Tôn vì chúng con nói về tất cả pháp không, không sinh, không hay, lìa khỏi tướng tự thể. Con và tất cả các chúng Bồ Tát biết các pháp là không, không sinh, không hay, lìa khỏi tướng tự thể rồi, lìa khỏi vọng tưởng có không, mau chóng đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ Đức Phật bảo Thánh giả là Bồ Tát Đại Tuệ: hay thay, này Đại Tuệ, hãy lắng nghe, hãy lắng nghe, ta sẽ bị ông phân biệt giả nói rõ ràng. Bồ Tát Đại Tuệ bạch: Hay thay bạch Thế Tôn, tôi bảo chúng con xin lắng nghe. Đức Phật bảo Bồ Tát Đại Tuệ rằng: Này Đại Tuệ, không, tức là phạm trụ vọng tưởng pháp thể. Này Đại Tuệ,
nên vào chấp trước phát thệ vọng tưởng mà nói không, không sinh, không thể tướng, chẳng hai. Này đại tuệ, không có bảy loại, như vậy là bảy. Một, tướng không, tất cả, hai, tất cả các pháp có tự tánh, không tự tánh đều không. Ba, hành không. Bốn, chẳng hành không. Năm, tất cả pháp liền ngôn ngữ không. Sáu, đệ nhất nghĩa thánh trí đại không. Bảy, bị bị không. Này đại tuệ, tướng không là gì? Là tất cả pháp tự tướng, đồng tướng đều không. Thấy chúng cùng đắc rỗi tất tụ. Này đại tuệ, quán sát mỗi một pháp tự tướng, đồng tướng, không một pháp nào có thể nắm bắt. Được hỏi tự tướng, tha tướng của hai tướng, không có tướng nào có thể trụ, có thể thấy. Vậy nên gọi là tự tướng không. Này đại tuệ, tất cả pháp có tự tánh, không tự tánh đều không là gì? Là tướng tự thể thật có pháp sinh. Này đại tuệ, tướng tự thể của các pháp có không đều không. Vì vậy nên gọi là tướng tự thể có tự tánh, không có tự tánh đều không. Này đại tuệ, hành không là gì? Là các ấm điều hoặc ngã. Ngã sở, nương vào nhân tạo tác nghiệp mà có sinh. Này đại tuệ, phải nên gọi là hành không. Này đại tuệ, bất hành không là gì? Là trong các, là trong pháp ấm. Các bạn chưa từng thực hành. Này đại tuệ, đó gọi là bất hành không. Này đại tuệ, tất cả pháp không có ngôn ngữ không là gì? Là vọng tưởng phân biệt. Tất cả các pháp không có ngôn ngữ nào có thể nói. Này đại tuệ, đó gọi là tất cả pháp không có ngôn ngữ không. Này đại tuệ, đệ nhất nghĩa thánh trí đại không là gì? Là trong tự thân chứng thánh trí pháp không, liệt khỏi các lỗi khuôn tập tè kiến. Này đại tuệ, đó gọi là đệ nhất nghĩa thánh trí đại không. Này đại tuệ, ý vị không là gì? Đồ gồm những pháp xứ gì? Pháp kia không, pháp này có, pháp kia có, pháp này không. Vậy nên nói không. Này đại tuệ, ta thuở xưa từng vị lộc mẫu nói cung điện nhà cửa trống không, không voi ngựa trâu dê thì gọi là không, có cái tỳ kheo gọi là chẳng phải không, mà thể cung điện nhà cửa của cung điện nhà cửa không có, thể tỳ kheo của tỳ kheo cũng chẳng thể nắm bắt, mà voi ngựa trâu dê kia chẳng phải chỗ khác cũng không có. Này đại tuệ, như vậy tự tướng đồng tướng của các pháp cũng dễ thể nắm bắt, lìa khỏi chỗ này chỗ kia, vậy nên ta nói rằng bị bị không. Này đại tuệ, đó gọi là bảy loại không. Này đại tuệ, bị không này rất là thô thiển. Này đại tuệ, ông phải nên lìa bỏ khỏi bị bị không, chẳng còn tu tập. Bồ Tát đại tuệ hỏi, bất sinh là gì? Này đại tuệ, tự thể chẳng sinh mà chẳng phải chẳng sinh, nương vào thế đế nên nói là sinh, nương vào bản thể chẳng sinh nên nói là chẳng sinh. Bồ Tát đại tuệ hỏi, vô thể tướng là gì? Này đại tuệ, ta nói vô thể tướng là thể tất cả các pháp vốn chẳng sinh. Vậy nên ta nói các pháp vô thể mà thể từng sát na nối tiếp nhau chẳng trụ. Này đại tuệ, do thấy từng tướng khác nối nhau, vậy nên tất cả pháp không thể tướng. Bồ Tát đại tuệ thưa, thế nào gọi là bất nhị pháp tướng? Này đại tuệ, tướng hai pháp gọi là bóng ánh sáng mặt trời dài ngắn đen trắng. Những pháp như vậy đó thì mỗi một đều có tên riêng, chẳng được nói rằng chẳng hai. Này đại tuệ, như thế gian niết bàn tất cả các pháp mỗi một đều có hai. Này đại tuệ, những gì là niết bàn? Chỗ đó không có thế gian. Chỗ nào là thế gian? Chỗ đó không có niết bàn, do tướng nhân khác nhau. Vậy nên tôi nói tất cả các pháp chẳng hai. Tất cả các pháp chẳng hai là thế gian niết bàn không hai. Vậy nên ông nên tu học các pháp không, vô tướng vô thể bất nhị vậy. Bây giờ Đức Thế Tôn là đã kệ, ta thường nói pháp không xa lìa khỏi đoạn thường, sinh tử như huyễn mộng, nghiệp kia chẳng mất tay, hư không và niết bàn vì cả hai cũng vậy, phàm phu sinh phân biệt, thánh nhân lìa có không. Lúc ấy Đức Phật bảo thánh giả Đại Bồ Tát đại tuệ, này đại tuệ, tất cả pháp không đều chẳng sinh, không thể có, chẳng có hai tướng. Trong kinh của các Đức Phật Như Lai đã nói thì phàm các pháp môn đều nói ý nghĩa này. Này đại tuệ, tất cả kinh điển tùy theo tâm của tất cả chúng sinh nên phân biệt hiển bày. Này đại tuệ, phải như sóng nắng mê hoặc và cầm tú, nên chúng hư vọng sẽ ra chấp trước, tưởng là nước mà thật ra trong sóng nắng không có nước. Này đại tuệ, tất cả kinh nói về pháp cũng là như vậy, vì các phàm phu tự tâm phân biệt nên khiến cho họ được hoan hỷ, chứ chẳng phải ở nơi lời nói như thật của bậc thánh trí. Này đại tuệ, ông nên thuận theo ý nghĩa, chứ chấp trước danh tự chương cố của lời nói.
Bây giờ thánh giả Đại Bồ Tát này về bạch: Bạch Thế Tôn, như kinh nói, từ thánh của Như Lai Tạng thanh tịnh đủ 32 tướng ở trong thân của tất cả chúng sinh, bị sự bao bọc của chiếc áo ấm giới nhập cấu bẩn tham sân si chẳng thật, như được ràng buộc bằng chiếc áo có bẩn vô giá. Như Đức Như Lai Thế Tôn, lời nói là thường hằng thanh lương chẳng biến đổi. Bạch Thế Tôn, như vậy ngoài đạo cũng nói ngài có thần ngã thường trụ bất biến. Đức Như Lai cũng nói Như Lai Tạng là thường cho đến chẳng biến đổi. Bạch Thế Tôn, ngoài đạo cũng nói có sự tạo tác thường chẳng đương vào các duyên tự nhiên mà có, cùng khắp chẳng diệt. Nếu như vậy thì lời Như Lai và ngoài đạo nói đều không sai biệt. Đức Phật bảo thánh giả Đại Bồ Tát Đại Tuệ: Này Đại Tuệ, ta nói Như Lai Tạng là thường chẳng đồng với sự có thần ngã của ngoài đạo. Này Đại Tuệ, ta nói văn từ chương cố Như Lai Tạng trống không, thực tế niết bàn chẳng sinh chẳng diệt không tướng không nguyện, gọi là Như Lai Tạng. Này Đại Tuệ, Như Lai ứng chánh biến tri, vì tất cả những phàm phu ngu si nghe nói vô ngã thì sinh ra cân sợ, vậy nên ta nói có Như Lai Tạng mà Như Lai Tạng không có sự phân biệt tịnh tỉnh vô tướng, gọi là Như Lai Tạng. Này Đại Tuệ, những Bồ Tát hiện tại và vị lai chẳng nên chấp trước tướng có ngã. Này Đại Tuệ, với những người tự vấn giỏi đương vào cục bùng mịn dòng bánh xe sợi dây tay nhân công sức phương tiện của cây nên làm ra đủ thứ đồ dùng. Này Đại Tuệ, Như Lai Thế Tôn cũng là như vậy, pháp vô ngã kia lìa khỏi tất cả những tướng phân biệt, dùng trí tuệ phương tiện khéo léo gọi là Như Lai Tạng, hoặc nói vô ngã hoặc nói thật tế. Và niết bàn tiền đủ loại danh tự chương cú như người thợ vốn giỏi kia hay tất đủ thứ đồ dùng. Vậy nên này Đại Tuệ, ta nói Như Lai Tạng chẳng đồng với ngoại đạo nói có tướng ngã của ngã. Này Đại Tuệ, ta nói Như Lai Tạng là vì các ngoại đạo chấp trước đối với ngã, vì tôi phục họ nên nói Như Lai Tạng để khiến cho ngoại đạo kia xa lìa thần ngã vọng tưởng, tới chỗ chấp trước của tâm, đi vào ba cửa giải thoát mới chống đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Đại Tuệ, do ý nghĩa này nên các đức Phật Như Lai ứng chánh biến tri nói Như Lai Tạng. Vậy nên ta nói có Như Lai Tạng chẳng đồng với ngoại đạo chấp trước thần ngã. Vậy nên này Đại Tuệ, vì là khỏi tất cả ngoại đạo tà kiến nên các đức Phật Như Lai nói như vậy, ông nên tu học pháp tướng vô ngã của Như Lai. Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói kệ: Nhân ngã cùng với ấm, mọi chuyên cùng trí trần, tự tánh vốn tự tại, chỉ tâm vọng phân biệt. Bây giờ thánh giả Bồ Tát Đại Tuệ quan sát tất cả chúng sinh vị lai và thành Đức Phật: Nguyện xin Thế Tôn vì các Bồ Tát nói pháp tu hành như thật. Các vị Bồ Tát đó nghe nói pháp tu hành như thật liền được thành tựu sự tu hành như thật. Đức Phật bảo thánh giả Bồ Tát Đại Tuệ: Này Đại Tuệ, có bốn pháp được gọi là tu hành đại như thật, như vậy là bốn. Một, biết rõ tự tâm, thấy được hiện tại. Hai, xa lìa sanh trụ diệt. Ba, hiểu rõ sự có không của các pháp bên ngoài. Bốn, ưu tu nội thân chứng trí. Này Đại Tuệ, Bồ Tát tu hành, Bồ Tát thành tựu bốn pháp như vậy thì được thành tựu sự tu hành trọn đại như thật. Này Đại Tuệ, thế nào là Đại Bồ Tát quan sát ba cõi chỉ là một tâm tạo tác, do liền ngã, ngã sở, không động, không giác, liệt khỏi sự nắm giữ, sẽ bỏ từ vô thủy đến nay, hư vọng, chấp trước, tâm hí luận, quân tập của ba cõi, đủ thứ sắc, hạnh, thường nói, thường trói buộc, thân và tài sản, sáu đường trong khí thế gian đều hư vọng hiện bày. Này Đại Tuệ, đó gọi là các Đại Bồ Tát biết rõ tự tâm, thế tướng trong hiện tại. Này Đại Tuệ, làm sao tất cả Đại Bồ Tát thấy xa lìa pháp sinh trụ diệt, là quán các pháp như huyễn, như mộng, nên tất cả pháp tự mình và người khác, hai loại đều không có, nên chẳng sinh, do tùy theo tự tâm thấy biết ở hiện tại, do không có pháp bên ngoài, các thức chẳng khởi, qua các nhân duyên không chủ nhóm, tới ba cõi có nhân duyên, chẳng chấp tất cả các pháp trong ngoài, đều không thật thể, sẽ lìa sự việc, sẽ lìa việc sinh ra các pháp, chẳng chánh kiến, do đó tướng như huyễn, tất cả pháp của Đại Bồ Tát, bây giờ gọi là chân đắc sơ địa vô sinh pháp nhẫn. Sẽ lìa tâm ý ý thức, năm thể tướng của pháp đạt được vô ngã, nhờ ý ý thân cho đến đạt được bất động địa thứ 8, nhờ ý ý thân vậy. Bồ Tát Đại Tuệ bạch: Bạch Thế Tôn, sao gọi là nhờ ý ý thân? Đức Phật bảo: Này Đại Tuệ, theo ý đi mau như nhớ nghĩ liền đến, không có chướng ngại gọi là nhờ ý thân. Này Đại Tuệ, nói như ý là đối với núi vách đá, chướng ngại với lượng trăm ngàn vạn ức do tuần, mà ý niệm vốn đã ghi nhớ mọi thứ cảnh giới,
từ sự trói buộc, từ tâm chẳng thể ngăn ngại tự tại mà đi. Này đại tuệ, như ý thân cũng là như vậy, được thần lực tự tại của tam muội như huyễn trang nghiêm thân ấy tiến đến tất cả chủng loại thân thánh trí, không chướng ngại tùy ý mà đi, do nghĩ về cảnh giới năng lực bản nguyện, vì giáo hóa tất cả các chúng sinh. Này đại tuệ, đó gọi là đại bồ tát xa lìa tướng sinh trụ diệt. Này đại tuệ, thế nào là đại bồ tát hiểu rõ tướng có không của pháp bên ngoài? Đó gọi là bồ tát thấy tất cả pháp như sóng nắng, như giấc mơ, như vầng sáng. Do từ vô thủy đến nay chấp trước đủ thứ hỷ luận, quân tập phân biệt vọng tưởng nên thấy tất cả pháp không có thể tướng, cầu chứng đắc cảnh giới tu hành thánh trí vậy. Này đại tuệ, đó gọi là bồ tát hiểu rõ tướng có không có pháp bên ngoài thì thành tựu sẽ phổ hành đại như thật. Này đại tuệ, ông nên tu học như vậy. Bây giờ thánh giả bồ tát đại tuệ lại thỉnh đức Phật: Mà Thế Tôn, nguyện xin đức Thế Tôn nói tướng nhân duyên của tất cả pháp, khiến con và tất cả các bồ tát biết rõ tướng nhân duyên của các pháp, liền khỏi có không chẳng chánh kiến, phần tướng phân biệt các pháp theo cơ lớp hay dùng khai cùng đốt sinh ra lỗi lầm. Đức Phật bảo bồ tát đại tuệ: Này đại tuệ, tất cả các pháp có hai loại tướng chứa nhóm nhân duyên là trong và ngoài. Này đại tuệ, tướng chứa nhóm nhân duyên của pháp bên ngoài như gọi viên bùn, trụ, vòng bản xe, sợi dây, nhân công, nhờ duyên là phương tiện có cái mình sinh ra. Này đại tuệ, như nhân duyên viên bùn sinh ra cái mình, như vải gai chiếu cỏ giống mầm, nhân công sinh ra sữa đặc, sinh sữa đặc rồi sinh ra ván sữa, sinh ra ván sữa rồi thì được đề hồ. Này đại tuệ, đó gọi là tướng chứa nhóm nhân duyên của pháp bên ngoài, từ dưới lên trên ông nên biết. Này đại tuệ, tướng chứa nhóm nhân duyên của pháp bên trong là gì? Này đại tuệ, đó là vô minh, nghiệp ái. Những pháp như vậy gọi là tướng chứa nhóm nhân duyên bên trong. Này đại tuệ, nương vào vô minh ấm giới nhập và được gọi là tướng chứa nhóm nhân duyên, nhưng các phàm phu do hư vọng phân biệt đều thấy có tướng riêng biệt. Này đại tuệ, nhân có số loại những gì là sáu: một, đương nhân; hai, tương tục nhân; ba, tương nhân; bốn, tác nhân; năm, liệu nhân; sáu, tương đại nhân. Này đại tuệ, đương nhân là tạo tác nhân được có thể sinh ra pháp trong ngoài. Này đại tuệ, tương tục nhân là có thể nương vào duyên pháp trong ngoài ấm chủng tử. Này đại tuệ, tương nhân là có thể sinh khởi nối tiếp nhau theo thứ lớp tạo tác sự việc mà chẳng đoạn dứt. Này đại tuệ, tác nhân là có thể làm tăng thượng nhân như chuyển luân vương. Này đại tuệ, liệu nhân là việc vọng tưởng sinh ra rồi có thể hiện tiện như đèn soi màu sắc. Này đại tuệ, tương đại nhân là đến khi gì chẳng thấy hư vọng sinh ra pháp, việc nối tiếp nhau đoạn dứt. Này đại tuệ, các pháp như vậy phàm phu tự tâm hư vọng phân biệt. Này đại tuệ, các pháp này chẳng phải theo thứ lớp sinh ra, chẳng phải cùng lúc sinh ra. Vì sao? Này đại tuệ, nếu tất cả pháp cùng lúc sinh thực thì nhân quả chẳng thể sai biệt, do chẳng thấy thân tướng của nhân quả vậy. Nếu các pháp theo thứ lớp sinh thì chưa được thân tướng, chẳng được nói là theo thứ lớp sinh, như chưa có con chẳng thể nói là cha. Này đại tuệ, phàm phu ngu si tự tâm quan sát thân lớp nối tiếp nhau chẳng tương ứng để nói như vậy. Nhân duyên, thứ đại duyên, sở duyên duyên, tăng thượng duyên có thể sinh ra các pháp. Này đại tuệ, như vậy các pháp chẳng phải theo thứ lớp sinh ra. Này đại tuệ, hư vọng phân biệt chấp trước thể giữ thể tướng của các pháp, của pháp cùng lớp thứ lớp đều cũng chẳng sinh là nữa. Này đại tuệ, do trong tự tâm thấy có thân và của cải vậy. Này đại tuệ, thứ tướng đồng tướng pháp bên ngoài pháp không, vậy nên thứ lớp và cùng lớp chẳng sinh. Này đại tuệ, chỉ là thức hư vọng sinh ra sự thấy của tự tâm vậy. Này đại tuệ, ông hãy nên lìa khỏi việc nhân duyên chẳng chánh kiến và pháp sinh theo thứ lớp và cùng lúc. Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói kệ: Nhân duyên không sinh ra, chẳng sinh nên chẳng diệt, sinh diệt nhân duyên giả, không sinh cũng không diệt, vì ngăn các nhân duyên người ngu chấp hư vọng duyên có không chẳng sinh nên các pháp chẳng khỏi. Giờ ở trong ba cõi quân tập tâm mê hoặc, nhân duyên vốn tự không, chẳng sinh cũng chẳng diệt, thấy những pháp hữu phi thật nữ hoa hư không, lìa sở thủ năng thủ hoặc vọng kiến chẳng sinh, hiện tại đều chẳng sinh, duyên vốn cũng chẳng có, thấy thị pháp như thế tự thể là trống không, cũng không có chỗ trụ nói có vì thế gian. Bây giờ thánh giả bồ tát đại tuệ lại mạch mịch: Thế Tôn, nguyện xin Đức Thế Tôn vì con nói pháp môn và là phân biệt ngôn ngữ tướng tâm, con và tất cả các bồ tát nếu được biết
hoàn thiện pháp môn phân biệt ngôn ngữ tướng tâm, thì có thể thông đạt lời nói và nghĩa của hai pháp, có chóng đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chứng Bồ Đề rồi, dùng lời nói và nghĩa có thể khiến cho tất cả các chúng sinh được thanh tịnh giải thoát. Đức Phật bảo Thánh giả Bồ Tát Đại Tuệ, hay thay này Đại Tuệ, ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì ông mà nói. Bồ Tát Đại Tuệ bạch, hay thay Bạch Thế Tôn, con xin nghe nhận. Đức Phật bảo Bồ Tát Đại Tuệ, này Đại Tuệ có bốn loại ngôn ngữ phẩm tượng, những gì là bốn? Một, tướng ngôn thuyết. Hai, mộng ngôn thuyết. Ba, phẩm chất ngôn thuyết. Bốn, vô thủy ngôn thuyết. Này Đại Tuệ, tướng ngôn thuyết là gọi sự chấp trước sắc các tướng mà sinh ra. Này Đại Tuệ, mộng ngôn thuyết là những nghĩ và cảnh giới hư vọng đã ghi nhận từ xưa. Nếu mà cảnh giới tỉnh mộng rồi, biết nếu là cảnh giới hư vọng chẳng thật mà sinh ra. Này Đại Tuệ, chấp trước ngôn thuyết là những nghĩ và việc nghe vì tà tác nghiệp xưa mà sinh ra. Này Đại Tuệ, vô thủy ngôn thuyết là từ vô thủy đến nay quân tập hạt giống chấp trước hí luận phiền não mà sinh ra. Này Đại Tuệ, ta đã nói xong bốn loại ngôn thuyết hư vọng chấp trước. Bây giờ Tánh giả Bồ Tát Đại Tuệ lại dùng ý nghĩa này thỉnh cầu Đức Như Lai mà bạch: Bạch Thế Tôn, nguyện xin Thế Tôn vì con nói lại về bốn tướng của hư vọng chấp trước ngôn thuyết. Ngôn ngữ của chúng sinh từ đâu ra, làm sao sinh ra, nhân nào sinh ra? Đức Phật bảo Bồ Tát Đại Tuệ, này Đại Tuệ, từ đầu, ngực, yết hầu, mũi, môi, lưỡi, răng chuyển nên họ hợp phát ra âm thanh. Bồ Tát Đại Tuệ bạch: Bạch Thế Tôn, ngôn ngữ trong miệng, giới tướng của pháp hư vọng là khác hay chẳng khác? Đức Phật bảo Bồ Tát Đại Tuệ, này Đại Tuệ, tướng ngôn ngữ hư vọng là chẳng phải khác, chẳng phải chẳng khác. Vì sao? Này Đại Tuệ, do pháp tướng hư vọng kia làm nhân sinh ra ngôn ngữ. Này Đại Tuệ, nếu ngôn ngữ khác thì lẽ ra không có nhân sinh ra. Này Đại Tuệ, nếu chẳng khác thì lời nói chẳng thể tỏ rõ cảnh giới trước, nhưng ngôn ngữ đó biết rõ cảnh giới cảnh trước, và nên chẳng phải khác, chẳng phải chẳng khác. Bồ Tát Đại Tuệ là bạch: Bạch Thế Tôn, về ngôn ngữ là đệ nhất nghĩa, hay lời nói ngôn ngữ là đệ nhất nghĩa? Đức Phật bảo Bồ Tát Đại Tuệ, chẳng phải ngôn ngữ là đệ nhất nghĩa. Vì sao? Là Đại Tuệ, vì khiến cho đệ nhất nghĩa thuận theo ngôn ngữ nhập vào cảnh giới bậc tánh. Có ngôn ngữ nói đệ nhất nghĩa, chẳng phải ngôn ngữ tức là đệ nhất nghĩa. Này Đại Tuệ, đệ nhất nghĩa là sự chứng đắc thánh trí, chẳng phải pháp ngôn ngữ của là cảnh giới trí. Do ngôn ngữ có thể biết là cảnh giới đó. Này Đại Tuệ, nói ngôn ngữ đệ nhất nghĩa chính là pháp sinh diệt, từng điểm chẳng trụ. Nhân duyên hòa hợp cho có ngôn ngữ sinh ra. Nếu nhân duyên hòa hợp thì chúng chẳng thể biết rõ đệ nhất nghĩa. Vì sao? Vì do không có từ tướng và tha tướng, mà nên này Đại Tuệ, ngôn ngữ chẳng thể biết rõ đệ nhất nghĩa. Lại nữa, này Đại Tuệ, thường theo từ tâm thấy các pháp bên ngoài không có pháp thể để phân biệt, và nên chẳng thể và biết đệ nhất nghĩa. Do đó ông hãy nên liệt khỏi đủ loại tướng ngôn ngữ hư vọng phân biệt. Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói kệ: các pháp vốn hư vọng không có tự thể thật, và nên các ngôn ngữ chẳng thể nói có không, rỗng không cùng chẳng không, phàm phu chẳng thể biết các pháp không thể tướng. Nói chúng sinh cũng vậy, pháp phân biệt có không giống như thủy hóa mộng, quán xét tất cả pháp chẳng trụ ở niết bàn, cũng chẳng trụ thế gian như vua giả trưởng giả, vì khiến các con mừng lấy bùng làm cầm thú trước cho vật hư ngụy. Việc thật sau mới trao, ta nói đủ loại pháp tương thừa bóng trong cương làm các Phật tử mừng, sau thuyết minh thật đế. Lúc ấy Thánh giả Bồ Tát Đại Tuệ lại bạch: Bạch Thế Tôn, nguyện xin Thế Tôn vì các vị Bồ Tát và bản thân con nói về lìa có và không, một và khác, đồng chẳng đồng, có không chẳng phải có, chẳng phải không, thường và vô thường, việc chẳng thể làm của tất cả ngoại đạo, vì tu hành từ chứng giác của thánh trí, lìa khỏi pháp tự tướng đồng tướng, thể nhập pháp tánh chân thật đệ nhất nghĩa. Cái địa theo tư lớp dần dần thanh tịnh, hội nhập tướng địa Như Lai, nương vào lực bản nguyện như báu như ý, vô lượng tướng cảnh giới tu hành tự nhiên vận hành đối với tất cả pháp tự tâm, thấy rõ tướng sai biệt, khiến con và các Bồ Tát lìa khỏi vọng tưởng phân biệt đồng tướng, dị tướng như vậy mau đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác.
chứng quả Bồ Đề rồi, chúng con sẽ ban cho tất cả chúng sinh yên ổn vui sướng, đều khiến cho họ thỏa mãn đầy đủ. Đức Phật bảo Bồ Tát Đại Tuệ: hay thay này Đại Tuệ, ông vì thương xót tất cả hàng trần ngự, muốn họ được nhiều an lạc, nhiều lợi ích nên mới có thể hỏi ta ý nghĩa như vậy. Hay thay này Đại Tuệ, ông hãy lắng nghe, ta sẽ vì ông phân biệt giải nói. Bồ Tát Đại Tuệ bạch: hay thay Bạch Thế Tôn, con xin lắng nghe. Đức Phật bảo: này Đại Tuệ, phàm phu ngu si chẳng thể hiểu biết là chỉ có tự tâm thấy mà chấp trước vô số những pháp tướng bên ngoài, đời cho là thật có, vậy nên họ hư vọng phân biệt là một hoặc khác, đồng chẳng đồng, có hoặc không, chẳng phải có hoặc chẳng phải không, thường và vô thường, do tự tâm phân tập nương tâm hư vọng phân biệt. Này Đại Tuệ, như bầy ví như bầy thú bị khát bức bách nương vào sóng nắng, tự tâm mê hoặc, tự tâm mê loạn tưởng là nước, chạy đông khắp nơi chẳng biết là chẳng phải nước. Này Đại Tuệ, như vậy tâm phàm phu ngu si thấy pháp sinh trụ diệt chẳng phân biệt rõ, nương vào hư vọng chấp trước khí luận huân tập từ vô thủy đến nay, lửa tham sân si bức bách khiến tâm mê hoặc ưa cầu vô số những cảnh giới sắc, vậy nên phàm phu rơi vào một hoặc khác, đồng hoặc chẳng đồng, có không chẳng phải có hoặc chẳng phải không, thường hoặc vô thường. Này Đại Tuệ, ví như phàm phu thấy thành cả các bàn sinh ra tư tưởng là có thành thật, họ nương vào chủng tử huân tập thành tưởng phân biệt hư vọng từ thể đến nay mà thấy. Này Đại Tuệ, thành kia chẳng phải thành, chẳng phải chẳng thành. Này Đại Tuệ, tất cả ngoại đạo cũng là như vậy, nương vào hỷ luận huân tập từ thể đến nay mà chấp trước pháp là một khác, đồng chẳng đồng, có không chẳng phải có, chẳng phải không, thường vô thường. Này Đại Tuệ, do chẳng hiểu biết chỉ là tự tâm thấy hư vọng. Này Đại Tuệ, ví như có người trong giấc mộng thấy những nam nữ do ngựa xe cộ thành ấp xóm làng, bò cùng trâu, vườn rừng cây cối, vô số núi sông, dòng suối ao tắm, cung điện lầu đài, đủ thứ trang nghiêm rộng lớn rực rỡ, thấy thân ở trong đó, bỗng nhiên tỉnh thức thức dậy rồi, họ vẫn nghĩ nhớ đến ngôi thành rộng lớn ấy. Này Đại Tuệ, ý ông thế nào? Người đó gọi là thánh giả chăng? Bồ Tát Đại Tuệ bạch: chẳng phải vậy Bạch Thế Tôn. Đức Phật bảo: này Đại Tuệ, tất cả phàm phu ngu si ngoài đạo tà kiến, cái kiến chấp cũng là như vậy, chẳng thể hiểu biết các pháp, trong mộng tự tâm thấy nên chấp trước các thấy một khác, đồng chẳng đồng, có không chẳng phải có, chẳng phải không, thường vô thường. Này Đại Tuệ, với như hình vẽ chẳng cao chẳng thấp. Này Đại Tuệ, phàm phu ngu si thấy hư vọng cho rằng các pháp có cao có thấp. Này Đại Tuệ, và đời bị lai nương theo ngoại đạo nên tâm phân tập tà kiến mà tăng trưởng hư vọng phân biệt một cái, đồng chẳng đồng, có không chẳng phải có, chẳng phải không, thường vô thường. Này Đại Tuệ, ngoại đạo kia tự hoại và hủy hoại người khác, nói lời như vậy các pháp chẳng sinh chẳng diệt, có không tịch tỉnh, người đó gọi là người chánh kiến. Này Đại Tuệ, những ngoại đạo đó phỉ báng pháp nhân quả, họ tà kiến đến nhu sạch tất cả các căn lành và nhân duyên thanh tịnh của pháp thiện. Này Đại Tuệ, người muốn cầu pháp thù thắng thì phải xa lìa người nói pháp như vậy, tâm người đã chấp trước hai kiến chấp mình và người khác, chấp pháp hư vọng trở vào chế bai, kiến lập tâm tà đi vào đường ác. Này Đại Tuệ, với như mắt bị nhậm, thấy trong hư không có vừng sáng nói với người khác rằng những màu sắc xanh vàng trắng đỏ này sao ông chẳng xem. Này Đại Tuệ, vâng, sáng đó vốn tự không hình thể, vì sao việc cái có thấy chẳng thể thấy vậy. Là Đại Tuệ, các ngoại đạo nương theo tâm tà kiến hư vọng phân biệt cũng là như vậy, hư vọng chấp trước một cái, đồng chẳng đồng, có không chẳng phải có, chẳng phải không, thường vô thường, sinh ra các pháp. Này Đại Tuệ, ví như trời mưa sinh ra bóng bóng nước tờ như ngọc pha lê. Người phàm phu ngu si thấy sai lầm chấp trước tưởng là ngọc mà đuổi theo khắp nơi. Này Đại Tuệ, bong bóng nước đó chẳng phải ngọc báu, chẳng phải chẳng ngọc báu, vì sao? Vì có chấp giữ chẳng thể chấp giữ chẳng thể nắm giữ. Này Đại Tuệ, những ngoại đạo kia đương vào tâm hư vọng nên phân biệt quân tập cũng là như vậy, nói chẳng phải pháp có là đương vào nhân duyên sinh ra, là có thuyết nói rằng cho có pháp diệt. Lại nữa, này Đại Tuệ, những ngoại đạo đó kiến lập ba lượng
năm phần luận rồi nói rồi cho rằng quả thật có pháp nội chứng của bậc tánh lìa khỏi hai tự thể hư vọng phân biệt vậy. Này đại tuệ, lìa tâm ý ý thức thì khi chuyển thân liền được thân thánh chủng. Tu hành các hạnh không có tâm như vậy thì lìa khỏi cảnh giới hư vọng của tự tâm, chấp năng thủ và sở thủ, thể nhập Như Lai địa, tự thân tiến đến chứng thánh trí. Người tu hành như thật thì chẳng sinh tâm có không. Này đại tuệ, người tu hành như thật thì nhất định đạt đến cảnh giới như vậy. Này đại tuệ, nếu chấp giữ pháp có không, tức là tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sinh, tướng thọ giả. Này đại tuệ, nói pháp có không, tự tướng, đồng tướng thì đó gọi là ứng hóa Phật dạy nó, chẳng phải pháp Phật nó. Lại nữa, này đại tuệ, Đức Như Lai ứng hóa nói pháp như vậy là thuận theo tâm thấy phàm phu ngu si để khiến cho họ tu hành, chẳng phải là kiến lập sự tu hành như thật thì hiện hành an lạc tự thân chứng thánh trí tam muội. Này đại tuệ, với như người thấy bóng cây trong nước. Này đại tuệ, cái đó chẳng phải bóng, chẳng phải chẳng bóng. Vì sao? Vì có cây thì có, không cây thì không vậy. Này đại tuệ, các bạn đại viên nương theo tà kiến trọng tưởng phân tập cũng là như vậy, phân biệt một khác, đồng chẳng đồng, có không chẳng phải có, chẳng phải không, thường vô thường là vọng tưởng phân biệt vậy. Vì sao? Vì do chẳng hay biết, chẳng hay chẳng biết chỉ là tự tâm thấy vậy. Này đại tuệ, với như gương sáng thì theo duyên được thấy tất cả sắc tượng không có tâm phân biệt. Này đại tuệ, đó chẳng phải hình dáng, chẳng phải chẳng hình dáng. Vì sao? Vì có duyên thì được thấy, không có duyên thì chẳng thấy. Này đại tuệ, pháp phong ngu si tự tâm phân biệt thấy hình tượng có không. Này đại tuệ, tất cả các ngoại đạo tự tâm vọng tưởng phân biệt hình tượng trong gương cũng là như vậy, thấy một khác, đồng chẳng đồng. Này đại tuệ, ví như những tiếng vang nhờ vào người, núi, sông, nước, gió, trống không, nhà họ hợp lại mà nghe, tiếng vang nghe được đó, chẳng phải có, chẳng phải không. Vì sao? Vì nhờ vào âm thanh mà nghe âm thanh. Này đại tuệ, tất cả ngoại đạo tự tâm hư vọng phân biệt hôn tập, thấy một khác, đồng chẳng đồng, có không, chẳng phải có, chẳng phải không, thường vô thường. Này đại tuệ, bấy như đại địa, chỗ không có các cây, cỏ, do ánh sáng mặt trời, bụi đất hòa hợp mà thấy có sóng nước dao động, nhưng sóng nước đó chẳng phải có, chẳng phải không. Vì sao? Vì khiến cho chúng sinh hoan hỷ, điều chẳng hoan hỷ. Này đại tuệ, tất cả ngoại đạo phong phu ngu si cũng là như vậy, do từ vô thị đến nay, tâm phiền não hôn tập hí luận, phân biệt sinh trụ diệt một khác, đồng chẳng đồng, có không, chẳng phải có, chẳng phải không, thường vô thường. Trong pháp môn chứng trí nơi tự thân của thánh nhân, thì hiện việc khác ái như sóng nắng vậy. Này đại tuệ, bây giờ có người nghe theo sức chú thuật khiến thai chết đứng dậy, người gõ máy không có thể của chúng sinh, nhưng nương theo lực tỳ xã xà, đương theo sức người thở khéo tạo ra sự đi lại, mà những phàm phu ngu si chấp trước là thật có. Nhờ việc đi lại của chúng nên, này đại tuệ, phàm phu ngu si các ngoại đạo rơi vào tâm tà kiến cũng là như vậy, chấp trước hư vọng một khác, đồng chẳng đồng, có công chẳng phải có, chẳng phải không, thường vô thường. Vậy nên phàm phu ngoại đạo hư vọng kiến lập pháp như vậy. Vậy nên này đại tuệ, ông phải xa lìa sinh trụ diệt một khác, đồng chẳng đồng, có không, chẳng phải có, chẳng phải không, thường vô thường, mà tự thân nội chứng thánh trí phân biệt vậy. Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói kệ: đâm ấm cùng với thức như bóng cây trong nước, thế như huyễn như mộng, chớ nương chấp ý thức. Các pháp như vầng sáng, như loáng nước mê hoặc, quan sát khắp ba cõi, tất cả như huyễn mộng. Nếu quan sát như vậy, tu hành được giải thoát, như loài thú khát nước, tâm dao động mê hoặc. Chỗ kia không có nước, vọng tưởng thấy là nước. Như hạt giống ý thức, cảnh giới động thấy sinh, ngu si chấp là thật, theo đó sinh như tre, ngu si đời vô thủy, chấp vật như hoài bão, như nhờ chốt tháo chốt, dùng pháp lừa người phàm, huyễn khởi thay mấy móc, mộng chớp mây thường vậy, quan thế gian như thế. Trừ chấp có giải thoát, sóng nắng trong hư không, các thức không thể biết, và các pháp như vậy, chẳng thấy tất cả pháp, các thức chỉ có tên, còn các tướng rộng không, thế ấm như vầng sáng, phân biệt gì trong pháp. Hình vẽ các vầng sáng, cả tác bà huyễn mộng, vầng lửa chim tìm nước, thấy có mà thật không,
thường vô thường và một đồng, hai đồng và chẳng đồng, nương nhân vô thủy buộc, phàm phu tâm mê hoặc, trong gương báo nước mắt, hiện đủ loại hình ảnh, vọng thấy đủ loại sắc như mộng, con thạch nữ, tất cả pháp không thật, như thú khác nước không. Lời nói này là tuệ, các đức Phật Như Lai nói pháp liền khỏi bốn kiến chấp, đó là liền khỏi một khác đồng chẳng đồng, sao liền kiến lập có không. Này đại tuệ, tất cả các đức Phật Như Lai nói pháp vương vào thật thế, nhân duyên tịch diệt giải thoát. Này đại tuệ, tất cả các đức Phật Như Lai nói pháp nương theo cảnh giới cứu cánh, chẳng phải từ tánh, trời từ tài, không có nhân, thời gian phi trần, chẳng nương như vậy mà nói pháp. Lời nữa này đại tuệ, các đức Phật nói pháp liền khỏi hai chướng là phiền não chướng và trí chướng. Chứ vì đại thương chủ dẫn mọi người đoạn lực đến chỗ rất tịch tỉnh, hoàn toàn yên ổn chưa từng thấy, theo thứ lớp an trí, khiến cho họ hiểu biết tướng sao biệt của thừa và địa. Lại nữa này đại tuệ, có bốn thiền, những gì là bốn? Một, thiền phàm phu ngu si thực hành. Hai, thiền quán sát nghĩa. Ba, thiền niệm chân như. Bốn, thiền của Phật Như Lai. Này đại tuệ, thiền của phàm phu ngu si thực hành là gì? Là người tu hành theo thanh văn tri giác ngoại đạo, quán sát nhân vô ngã, từ tướng đồng tướng xương cốt liền nhau, vô thường khổ vô ngã bất tịnh, trước các tướng hoàn toàn quyết định như vậy, chẳng khác như vậy. Theo thứ lớp quan sát, theo thứ lớp tiến tới, cho đến phi tưởng định diệt tận giải thoát, đó gọi là thiền của thanh văn ngoại đạo phàm phu ngu si. Này đại tuệ, thì quan sát nghĩa là gì? Là quan sát nhân vô ngã, tự tướng đồng tướng, thanh ngoại đạo phàm phu ngu si, tự tướng đồng tướng, tướng mình, tướng người khác đều không thật. Quán sát pháp vô ngã, nghĩa hành tướng của các địa theo tư lớp. Này đại tuệ, đó gọi là thiền quán sát nghĩa. Này đại tuệ, chánh thiền, quán thiền, chân như nghĩa là gì? Là quán sát nhân duyên, phân biệt hư vọng, biết như thật về hai loại vô ngã, phân biệt như thật thể tướng của tất cả các pháp đều không thật. Bây giờ, chẳng trụ trong tâm phân biệt, đạt được cảnh giới tịch tỉnh. Này đại tuệ, đó gọi là thiền quán chân như. Này đại tuệ, quán sát thiền Như Lai là gì? Là tự nhập như thật Như Lai địa, nhập vào ba không, ba hành an lạc của tướng nội nhật thân thánh trí, có thể thành tựu cho chúng sinh chẳng thể nghĩ bàn. Là đại tuệ, đó gọi là quán sát thiền Như Lai. Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói kệ những phàm phu hành thiền, quán sát thiền nghĩa tướng, quán niệm thiền chân như, thiền Phật tịnh đúc đáo, như ánh trăng mặt trời, tướng bát đồ ma hải, tướng lưỡi diệt hư không, hành giả quán như vậy, được các tướng như trên rơi vào pháp ngoại đạo, có rơi vào thanh văn và hành bích chi Phật, sẽ bỏ hết tất cả, tức là vô trụ chấp. Phật còn nước mười phương đều dùng tay chân như xoa đầu người tu hành và chân như vô tướng. Bây giờ thánh giả Đại Bồ Tát Đại Tuệ bạch Phật Thế Tôn, Sư Thế Tôn nói về niết bàn, những pháp gì mới gọi là niết bàn? Đức Phật bảo thánh giả Đại Bồ Tát Đại Tuệ nói niết bàn là chuyển diệt thể tướng của các thức pháp, chuyển các kiến khuôn tập, chuyển tâm ý Aliya thức pháp tướng khuôn tập và là niết bàn. Nên đại tuệ, ta và các đức Phật nói về sự rộng rang của cảnh giới niết bàn pháp thể như vậy. Lần nữa này đại tuệ nói niết bàn nghĩa là cảnh giới tu hành của thánh trí nội thân, liệu khỏi pháp hư vọng phân biệt có không. Này đại tuệ, chẳng phải thường là sao? Là liệt khỏi pháp phân biệt tự tướng đồng tướng, đó gọi là chẳng phải thường. Này đại tuệ, chẳng phải đoạn là gì? Là tất cả thánh nhân quá khứ, vị lai, hiện tại đã được chứng đắc, đó gọi đó là chẳng phải đoạn. Này đại tuệ, bá niết bàn là chẳng phải chết, chẳng phải gì. Này đại tuệ, nếu bá niết bàn là pháp tử thì đáng lẽ có sinh trong vụ. Này đại tuệ, nếu bát niết bàn là pháp diệt thì đáng lý rơi vào pháp hữu vi. Vậy nên, này đại tuệ, bát niết bàn là chẳng phải chết, chẳng phải diệt, là chỗ nương về của người tu hành như thật. Lời nữa này đại tuệ, nói niết bàn là chẳng phải có thể nắm giữ, chẳng phải có thể xả bỏ, chẳng phải chỗ này, chẳng phải chỗ kia, chẳng phải đoạn, chẳng phải thường, chẳng phải một nghĩa, chẳng phải nhiều loại nghĩa. Vậy nên gọi là niết bàn. Lại nữa này đại tuệ, niết bàn của thanh văn là quan sát tự tướng đồng tướng mà thấu hiểu các pháp, nên gọi là niết bàn của thanh văn. Này đại tuệ, niết bàn của bích chi Phật là chẳng ưa nơi ồn ào, tới các cảnh giới vô thường vô lạc, vô ngã vô tịnh, chẳng sinh ra tướng điên đảo. Và nên thanh văn bích chi Phật chẳng phải chủ cứu cánh để sinh ra tưởng niết bàn.
Lần ở Đại Tuệ, ta bị ông nói về hai thể tướng của Pháp. Những gì là hai? Một, chấp trước thể tướng của lời nói. Hai, chấp trước thể tướng của các Pháp thế gian. Này Đại Tuệ, chấp trước thể tướng của lời nói là gì? Là từ vô thủy đến nay chấp trước lời nói khí luận phân tập mà sinh ra. Này Đại Tuệ, chấp trước thể tướng của các Pháp thế gian là gì? Là chẳng như thật biết, chỉ là tự tâm thấy cảnh giới bên ngoài. Là nữa là Đại Tuệ, các Đại Bồ Tát nương vào hai nguyện lập kiến lập để định lễ các Đức Phật Như Lai ứng chánh biến tri. Tôi hỏi Như Lai, tôi hỏi cho Như Lai về sự nghi ngờ. Những gì là hai loại nguyện lực trì? Một, nương vào lực trụ trì của Tam Bụi Tam Ma Đệ. Hai, lực hai toàn thân được an lạc, gọi là được tay của chư Như Lai xoa đầu trao cho lực trụ trì ngôi vị Phật. Này Đại Tuệ, các vị Đại Bồ Tát trụ trong sơ địa, nương lực trụ trì các Như Lai, gọi là thể nhập vào Tam Bụi Đại Thừa Quang Minh của Bồ Tát. Này Đại Tuệ, các Đại Bồ Tát nhập vào Tam Bụi Đại Thừa Quang Minh rồi, bây giờ các Đức Phật Như Lai ứng chánh biến tri mười phương bên cho các Bồ Tát lực trụ trì nơi thể hiện thân miệng ý. Này Đại Tuệ, các Đại Bồ Tát Kim Cang Tạng và các Đại Bồ Tát khác thành tựu tướng công đức như vậy. Này Đại Tuệ, những Đại Bồ Tát như vậy sơ chấn địa, như vậy chấn sơ địa trụ ở lực trụ trì Tam Bụi Tam Ma Bạc Đề, còn năng lực căn lành tụ tập ở trăm ngàn vạn ức kiếp thay thứ lớp như thật biết vội và cảnh và thành tựu pháp tướng đối trị các địa. Đại Bồ Tát đến pháp vân địa, trụ ở cung điện vua Bảo Đại Bảo Liên Hoa, ngồi lên tòa sư tử với Đại Bồ Tát quyến thuộc đồng loại vây quanh, một báo chuỗi ngọc trang nghiêm thân mình như vàng dây phù đàn, hoa chiếm bạc ánh sáng mặt trời mặt trăng, màu sắc của hoa sen thù thắng. Bây giờ tất cả các Đức Phật mười phương đều duỗi tay ra từ xa xoa đầu Đại Bồ Tát trên phương tòa liên hoa. Như vị Thái tử được Tự Tại Vương, Đức Thích Vương, Chuyển Luân Vương làm lễ quán đảnh trao ngôi vị. Này Đại Tuệ, khi Bồ Tát được trong ngôi vị kia là những vị Đại Bồ Tát quyến thuộc nương theo tay Như Lai xoa đầu nên được an lạc toàn tâm. Vậy nên nói rằng lực trụ trì của tay xoa đầu Bồ Tát. Này Đại Tuệ, đó phải là hai lực trụ trì của những Đại Bồ Tát. Này Đại Tuệ, các lực Bồ Tát nương vào hai lực trụ trì này, nó có thể quan sát thân của tất cả các Đức Như Lai. Này Đại Tuệ, nếu không có hai lực trụ trì thì chẳng được thấy cái Đức Phật Như Lai. Này Đại Tuệ, nếu các vị Đại Bồ Tát lìa khỏi hai lực trụ trì có thể nói pháp thì cần phun ngũ si, lẽ ra cũng nói pháp. Vì sao? Vì chẳng được lực trụ trì của các Đức Phật. Này Đại Tuệ, nương theo lực trụ trì của các Đức Như Lai, lên núi sông, vách đá, cỏ cây, vườn trường và đủ loại kỹ nhạc thành ấp, sáu làng cung điện, nhà cửa đều có thể phát ra tiếng nói pháp. Các nhà cụ tự nhiên đều phát ra âm thanh. Này Đại Tuệ, huống gì là người có tâm khiến vô lượng chúng sinh điếc mù công ngọng để khỏi những khổ não. Này Đại Tuệ, lực trụ trì của các Đức Phật Như Lai có vô lượng lợi ích làm cho chúng sinh an lạc. Bồ Tát Đại Tuệ lại bạch Thế Tôn, vì sao khi các Đại Bồ Tát nhập vào Tam Bụi Tam Ma Bạc Đề đã nhập vào các địa thì được các Đức Phật Như Lai ứng chánh biến tri gia lực gia hộ lực trụ trì? Đức Phật bảo, này Đại Tuệ, vì hội trì nghiệp ma tâm phiền não tán loạn, vì chẳng rơi vào cõi thiền định của thanh văn, vì nội thân chứng Như Lai địa, vì tăng trưởng nội thân chứng pháp. Này Đại Tuệ, và nên các Đức Phật Như Lai ứng chánh biến tri như các Bồ Tát gia hộ lực trụ trì. Này Đại Tuệ, nếu các Đức Như Lai chẳng vì Bồ Tát gia hộ lực trụ trì thì chư vị ấy rơi vào việc ma của các ngoại đạo thanh văn biết khi Phật, chẳng đạt được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vậy nên các Đức Phật Như Lai ứng chánh biến tri đại từ luôn hộ trì các vị Bồ Tát. Bây giờ Đức Thế Tôn lại nói kệ: Bồ Tát nương tự thân bản nguyện lực thanh tịnh thành nhập các tam muội từ sơ đến thập địa, chư Phật nhân trung tôn dùng thần lực trụ trì. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Nhập Lăng Già quyển 3. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trở nên bốn ánh mạnh chỉ khúc vào ba đường. Đã qua tháng nghe được phát tâm Bồ Đề, hô báo thân này sanh về cõi Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Thức Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật.